Bí quyết rim hot dog thơm ngon mềm dẻo, mời bọn cùng vào bếp với Harry. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Harry Nguyễn. Hôm nay mình chia sẻ cách làm hot dog rim thơm để kinh doanh, để uống tại nhà. Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 ký hot dog, đường thơm hay gọi là khám, trộn lòng. Các bạn ơi, nếu yêu thương Harry cho mình xin một nút like và một nút đăng ký để Harry có động lực ra nhiều video tiếp theo, chia sẻ tận tình chi tiết luôn nha. Mình sẽ đi rửa hot dog cho thật sạch nha các bạn ha. 1 thìa cà phê muối, tay xíu cho hạt đó của mình nó thật là sạch luôn nha. Cho vào đây 1 lít 2 nước sôi, ngâm hạt đó trong vòng 15 phút nha các bạn ha. 15 phút sau các bạn nhớ rửa cái hạt đó này nhiều nước nha, cho nó thật sạch nha các bạn ha. Đó thì các bạn nhớ mua những lượng những hạt đó ngon á, uống cùng trà nó mới ngon được. Mình để hạt đó khô ráo, sau đó ướp đường. 1 ký hạt đó mình sẽ dùng 200g dứa thôi đó. Phần dứa còn lại mình sẽ đi ép lấy nước nha các bạn. Phần nước ép thơm và lóc thơm Harry đã chuẩn bị sẵn. Mình cho vào đây là 40g trà ô long cùng với 1,5 lít nước sôi. Ủ trà trong 15 phút. Sau 15 phút mình lọc lấy cốt nước trà, cho vào 500g đá bi sốc nhiệt, hòa tan. Hạt đó đã khô, cho vào còn 280g đường, 300ml nước ép dứa hay gọi là khám, 200g dứa hay gọi là thơm, đảo đều. Mình sẽ ngâm hạt đó trong 1 tiếng để hạt đó ngấm đường và dứa. Sau 1 tiếng đường đã tan ra hết, mình bắt lên bếp rim với lửa vừa. Hạt đó đã sôi lên chừng khoảng 5 phút á, mình sẽ rim với lửa nhỏ. Lúc mà mua hạt đó các bạn nhớ lựa những hạt đó non để mình về mình pha chế với trà uống mới ngon nha các bạn ha. Sau lên mình hạ lửa rim với lửa nhỏ đến khi còn nước là được. Lúc mua đó các bạn nên lựa những hạt đất non để về mình pha với trà nó sẽ ngon hơn nha. Hạt đất sắp còn nước các bạn nhớ đảo liên tục để không bị cháy. Hạt đất nó đã chuyển sang màu vàng ngà và còn hết nước rồi, mình sẽ tắt bếp và để nguội, cho vào hũ ướp lạnh, sẽ sử dụng trong 7 ngày nha các bạn ha. Để qua đêm á, màu hạt đất lên đẹp hơn nha các bạn ha. Vâng, ươm luôn bạn, nhìn rất là đẹp luôn. Bây giờ Harry sẽ hướng dẫn cho mình pha trà dưới là sữa chua cùng với hạt đất nha. Hạt đất thì mình sẽ pha cùng với sữa chua hoặc là trà trái cây đều được nha các bạn ha. Cho vào đây một hũ sữa chua không đường, 20ml nước đường, 20ml sữa đặc cùng với 30ml kem rích, ít đá xay nhuyễn. Mình sẽ sóc đều nha. Nào muốn chua hơn thì cho vô và cắt. Mình sẽ cho vào đây là 20 mứt dâu quét quanh thành ly nha các bạn. Cho vào 2 phần ly đá. Rồi mình đổ hỗn hợp lên nha. Cho lên trên 1 ít hạt đất. Các mẹ bỉm sữa, không biết nấu trà sữa, không biết cách pha chế, lại không có điều kiện đi học thì hãy tham khảo thử sách bên Harry nha. Quyển sách bên Harry á, ghi một cách chi tiết rõ ràng cụ thể, bạn nào không biết làm đọc vào cũng biết làm nha. Ví dụ như là muốn nấu trà sữa khuê môn đi ha, thì bên Harry sẽ ghi là bước 1 làm gì, bước 2, bước 3, bước 4, có ghi lưu ý cho các bạn luôn ha. Tính luôn giá cốt luôn, rồi ghi định lượng trà sữa cho có size luôn nha, định lượng trà sữa cho có size luôn. Rồi hướng dẫn cho các bạn cách bảo quản và ghi tác dụng giá cốt luôn ha. Quyển sách này của Harry á, ghi trọn bộ luôn nha các bạn ha, đầy đủ các loại luôn. Các bạn mua quyển sách này về hoàn toàn mở được quán nha. Harry cho các bạn xem này, ví dụ về chuyên đề trà sữa đi ha, thì Harry sẽ ghi một lọ các loại trà sữa chuyên đề về topping nè, sẽ có một lọ các loại topping luôn, có kem trứng, kem macchiato luôn nha. Rồi dưới này thì có chuyên đề về đá xay luôn, có một lọ đá xay luôn, có luôn trà trái cây nhiệt đới
trà sen vàng, rồi cà phê do ua đá xay luôn ha, chiên đẹp lục trà, hồng trà, hoa quả nhiệt đới, nước ép. Quyển sách này là trọn bộ luôn cho các bạn luôn ha, để các bạn mở quán. Nhân dịp lễ Trung thu, bên Harry có chương trình ưu đãi, còn 299k. Bạn nào đặt inbox Zalo 0933395267 để chốt đơn. Quyển sách của Harry nó khớp những quyển sách trên thị trường nha các bạn. Đây là quyển sách trên thị trường cách đây 5 năm Harry mua về để mở quán, tham khảo để mở quán các bạn. Thì Harry sẽ cho các bạn coi nè, ví dụ như là các bạn muốn làm trà vải đi thì nó ghi là lục trà 150ml, đá bi, nước đường 20ml, nước cốt vỡ ngâm 10ml, nước cốt chanh 5ml. Công thức này chỉ làm được 1 ly thôi, nhưng mà người ta không có ghi rõ ràng cách pha làm sao để ra 1 ly ha. Còn đây là quyển sách của Harry ghi ha, ví dụ như là các bạn muốn làm trà vải đi thì Harry sẽ ghi là nguyên liệu cần chuẩn bị gì, có bước thực hiện, bước 1 làm gì, bước 2. Rồi Harry sẽ ghi luôn những lưu ý ít ngọt và ngọt nhiều. Rồi tính luôn giá cốt cho các bạn luôn, hướng dẫn các bạn cách bảo quản luôn ha. Sách của Harry á, ghi một cách chi tiết rõ ràng, bạn nào không biết làm, đọc vào cũng biết làm nha. Trên thị trường á, thì nó có rất là nhiều loại sách về trà sữa luôn. Các bạn á, nên chọn những chỗ nào uy tín, mở quán lâu năm rồi thì công thức nó chính xác và họ ghi một cách chi tiết cụ thể. Mình đặt vào mình sẽ biết làm, giống như quyển sách của Harry nè. Chuẩn bị một ly đá, cho vào cùng 220ml nước trà, cùng với 40ml nước đường. Thêm một ít topping lên đây, ít hot dog lên đây cho ngon nha các bạn ha. Harry đã thực hiện xong hai món, một ly là trà ô long hot dog, một ly là sữa chua hot dog. Các bạn thấy có ngon không? Đây, Harry cho các bạn xem cách là làm thạch này ha. Ví dụ như thạch nhiều tầng đi thì Harry sẽ ghi bước 1 làm gì, bước 2, rồi bước 3, rồi định lượng tạo các hương vị cho từng người luôn nha. Rồi bước 4. Rồi Harry á ghi á, ví dụ như đó là đây là cách làm tầng 1 nha, tới tầng 2 thì Harry cũng ghi từng bước luôn, cách bảo quản nhắc bạn luôn. Rồi Harry tính giá cốt luôn, hướng dẫn cách bảo quản luôn nha. Có nhiều chị hỏi thì bên Harry đã có set tập nấu trà sữa rồi, một set này á mình nấu khoảng được 25 ly. Có đầy đủ luôn nha các bạn, vừa có chân trâu vừa có thạch cho mình luôn ha. Harry sẽ cho các bạn coi thử một set này nha. Mình sẽ mua về nấu được luôn, tại vì bên trong set thôi, đây là pudding nha các bạn. Trong set này sẽ có một bịch pudding để các bạn về nấu ha. Và có một cái tài giấy hướng dẫn cụ thể luôn, mình chỉ về việc mà đọc theo hướng dẫn của Harry và nấu là được luôn nha, thành công ngay lần đầu á. Rồi bên trong á Harry có sẽ có một cái tờ giấy công thức để cho các bạn nấu luôn trà sữa quy mô ha. Đó, rồi bên trong là cái gói này có một bịch chân trâu đen nha. Rồi một bịch chân trâu trắng luôn ha. Rồi có luôn bịch khoai môn nha, bịch bột sữa khoai môn cho các bạn luôn nha. Và bịch bột béo. Và cuối cùng là bịch trà đó. Một set này nó có đầy đủ luôn nha các bạn. Thì một set như thế này là nó có đầy đủ luôn, vừa nấu được trà sữa khoai môn, vừa nấu được chân trâu, vừa nấu luôn thạch bút đi luôn ha. Thì một set là nó đầy đủ như vậy, và kèm theo tài hướng dẫn luôn, các bạn chỉ cần về đọc và làm theo là được thôi nha. Một set này là 150.000, mình nấu được khoảng 25 ly nha. Bọn là đặt inbox Zalo 0933395267 để chốt đơn. Xét nào cũng có đầy đủ giống như xét trà sữa phê môn nha các bạn ha. Bên Harry có 12 vị trà sữa sầu riêng, phúc lâm, xô loa, truyền thống, gỗ ron, mắt cha, thấy đỏ, dâu và hoàng kim. Thì các bạn thích vị nào thì inbox Zalo cho Harry nha, để chốt đơn ha. Thấy video hay và hữu ích cho Harry, xin một nút like và nút đăng ký để Harry có động lực ra nhiều video tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.